Alo, để em bắt thử ha. Đó, mở ra đây nhảy cạch. Đó, một chút xíu nó sẽ tắt cái này ha. Không biết nó bị cái gì. Nguồn lên hình như màn hình nó bị lem, cái số nó bị sao á, không có rõ nữa. Đó, chớp chớp đó, LS chớp chớp đó, rồi tắt rồi đó. Em quá Cần Thơ miền Tây ha, em gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Con này ngoài thì thấy còn quá đẹp nha. Bioner giá 700.000, con này là 17 kg. VSAD8EX. Con này em không có biết, em thì em thấy con mắt thường là có cái vụ nổ cầu chì là em thấy có người ta chấm cầu chì lại đó. Còn mà zin không xin em không cam kết được nha. Mãi cái này em quên mua hồi nào lâu quá không biết nữa. Cục thân khô như là con khủng long nhưng nó bự quá trời bự. Rồi em quay từ trái sang phải ha cho quý khách xem ha. Để em zoom lên chút xíu nè. À cái con gì đây nè, nó có bio nơ nè, đã chữ bio nơ luôn nè ha ha nè, nó cao chì luôn, khách thấy không, nó bị nổ cháy gì, chắc bị chạm điện hay là ghim lộn gì không biết nữa. Dưới đây một đống nữa nè, mà em đâu biết. Một số anh hỏi con gì, con IC, con tụ gì là con gì đây nè. Trong đây là con gì em đâu có biết. Rồi ha, giờ tới phần chính giữa nè. Con này chắc nó cũ nặng quá, thấy nó tan tan ngâm lắm chứ. À, zoom thêm nó xíu nữa hả, zoom quá nó bị mờ. Rồi đó, ngoại hình thẳng thoát ok hết ha, bên hông thì không có bị sức mẻ gì hết trơn ha. Còn lên lặng điện 100V ha. Con này là nặng 17 kg. Đây, Pioneer model VSAD8EX da băng. Gì 6 ohm, 16 ohm, 100V, 320W. Mấy cái nút mình thấy chắc không có xài hay sao, thấy còn đen quá ha, nhám quá, không có thấy xài. Có hai cái nút ở trên đây nè. Audio là thấy nó còn sáng, mấy kia nó bị lâu quá, có lẽ nó không phải xài. Với hai cái nút dưới đây thấy còn sáng sáng nè. 1 1 2 3 4 5 6 7. Cái gì dữ cái trời. Rồi, ok ha. Con sao em quay để cho quý khách xem. 17 kg nha, em căng rồi. Nút của em nè, nút gì còn đẹp quá nè. Nhấn nút này, nhấn nút này. Nè ha, quý khách thấy cái số nó nhảy không, em chặn nó nhảy nhảy nè. Nó có ăn á, ha, nó ăn nè. Nhưng cái số nó bị xì tuốt, ba la tuốt. Rồi quý khách cô chú anh chị em thợ thầy nào có nhu cầu mua dùng xài sửa hay gì đó thì liên hệ em ha, qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua ha. Còn em xin cảm ơn và chào tạm biệt.